Quay cho bạn xem con mi mới về. Này, hơi cầm lồng vẫn hơi dẫy một tí.
bạn thân mến, đây là con chim họa mi cũng rất là đẹp. Đấy. Con này thì tầm khoảng hơi một mùa lồng. Đấy. Cầm lồng hơi dẫy một chút nhưng mà treo lên thì đã hot like ra rất là hay. Đấy. Sau đây thì mình sẽ quay thêm một chút nữa, thì bạn nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp với Chim Cảnh Đất Việt theo số điện thoại 0908070555. Mình đang ở 274 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội và có ship hàng toàn quốc. Trời sắp mưa đâm ra là nó quay nó hơi tối. Đấy. Các bạn cố gắng các bạn xem. Clip này mình xin tạm dừng ở đây nhé. Các bạn có nhu cầu liên hệ với mình.